Hồ Ngọc Hà và Luna Đào ngày càng lên hương sắc vóc. Giờ đây học trò đã khác xưa, nét dịu dàng đố ai sánh kịp. Cô giáo ba con mà vẫn trẻ mang như thiếu nữ còn son rỗi. Hello, hôm nay Luna lại qua thăm cô giáo rồi mọi người ơi. Đẹp đội hình quá à, nhìn tưởng đang đi đám cưới gì ha. Ai cưới đầu năm. Luna Đào được biết đến là học trò của Hồ Ngọc Hà tại chương trình Giọng Hát Việt năm 2012. Sau cuộc thi, tên tuổi của cả hai ngày càng vững chắc tại làng giải trí Việt, được khán giả yêu mến. Thời gian gần đây, cặp cô trò thường xuyên tụ họp, đỏ sát căng đét bên nhau. Trên trang Facebook cá nhân, Hồ Ngọc Hà đã có màn hội ngộ với Luna Đào. Trên sóng livestream, cả hai tự tin khoe nhan sắc xinh đẹp, gây sốt với xương quai xanh và bờ vai cực phẩm, khiến khán giả không ngừng xuýt xoa. Vì trang điểm có phần nhẹ nhàng, nữ ca sĩ khi ngồi cạnh giọng ca thanh xuân có phần lép vế hơn học trò. Được biết, Hồ Ngọc Hà và Luna Đào quen biết nhau qua chương trình Giọng Hát Việt. Thời điểm đó, giọng ca thanh xuân vẫn giữ hình ảnh nam tính tóc ngắn, và lúc bấy giờ, bà xã Kim Lý yêu thương chỉ dạy học trò sinh năm 1993 rất chu toàn. Giờ đây, Hồ Ngọc Hà và Luna Đào đều có sự thay đổi. Đặc biệt năm 2022, hai cô trò thường xuyên tụ họp, hợp tác với nhau trong công việc. Cặp sao không ngừng khiến người hâm mộ xuýt xoa vì nhan sắc cực phẩm. Về phía Hồ Ngọc Hà, giờ đây cô sống giàu sang và hạnh phúc bên Kim Lý. Cả hai có chung một cặp song sinh kháu khỉnh là Lisa và Lian. Gia đình nhỏ của người đẹp nhận được nhiều sự yêu thương của khán giả, thường vi vu khắp nơi. Nữ hoàng giải trí rất thoải mái cho hai con tiếp xúc với truyền thông và mạng xã hội. Chưa kể, cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà Kim Lý được rất nhiều khán giả yêu thích bởi vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu, trong khi bé Lisa ra dáng chị ba thì Lian lại thích bày trò tinh nghịch. Những biểu cảm dễ thương của cậu bé khiến người hâm mộ phải xuýt xoa. Về phía Luna Đào là một trong những nghệ sĩ có nhiều thay đổi lớn về ngoại hình theo thời gian. Theo đó, giọng ca 9X gây ấn tượng khi thay đổi hình ảnh nữ tính dịu dàng hơn, nhan sắc ngày càng thăng hạng, nữ ca sĩ vẫn tự tin khoe diện mạo của mình hoàn toàn tự nhiên. Cụ thể, trên trang cá nhân, chủ nhân bảng hit thanh xuân gây chú ý khi nhắc về hành trình hơn một thập kỷ gia nhập showbiz và bắt đầu con đường hát chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, giọng ca sinh năm 1993 còn khẳng định nhan sắc tự nhiên không đổi sau nhiều năm làm nghề. Luna Đào từng cho biết, chiếc visual tự nhiên debut 10 năm nay vẫn còn chạy tốt nhỉ. Thật lòng Luna lo lắng vô cùng, bỗng dưng hóa thành đứa trẻ bất an chuẩn bị thi đại học, thi The Voice năm nào. Có phải ở mỗi cột mốc chúng ta sẽ làm lại từ đầu với con người mới của mình không nhỉ? Ngắm nhìn những hình ảnh của chủ nhân hit thanh xuân, dân tình còn liên tưởng ngay tới Á hậu 1 Miss Grand International 2022 người Thái Lan, Anva Waraha. Hơn nữa, nhiều người còn khẳng định cả hai có ngoại hình và diện mạo khá giống nhau. Đã rất nhiều lần Luna Đào được cộng đồng mạng khen ngợi là có hình thể cũng như gu thời trang xịn hơn cả hội chị em phụ nữ. Bên cạnh việc lựa chọn trang phục, giọng ca gốc Sài Thành còn rất biết cách tạo dựng hình ảnh mà bản thân theo đuổi. Vẻ ngoài vừa táo bạo, quyến rũ vừa sang chảnh của ca sĩ sinh năm 1993 khiến ai cũng phải chào thua. Những thay đổi về makeup thời trang cũng giúp một cá nhân có màn lột xác ấn tượng. Luna Đào là minh chứng điển hình cho vấn đề này. Ngoài ra, chế độ ăn uống và tập luyện cũng góp công lớn cho hình ảnh xinh đẹp của chủ nhân bảng hit thanh xuân. Sau khi rời chương trình, Đào Bá Lộc dấn thân vào showbiz, tung ra nhiều sản phẩm âm nhạc như Đơn Phương, Thanh Xuân, Thiên Đường, vân vân. Chưa dừng lại ở đó, năm 2016, Đào Bá Lộc tham gia Sing My Song và thể hiện loạt sáng tác của bản thân. Khi đã có được một vị thế nhất định tại làng giải trí, giọng ca sinh năm 1993 công khai bản thân thuộc cộng đồng LGBT và theo đuổi phong cách phi giới tính. Thoát khỏi hình ảnh thư sinh hiền lành và rụt rè, Luna Đào chuyển hướng theo style bánh bèo, nữ tính khiến nhiều chị em cũng phải ghen tị vì quá xinh đẹp. Là người nổi tiếng, Luna Đào không ngại thể hiện quan điểm phong cách cá nhân của mình. Giọng ca Đơn Phương được gia đình và các sao Việt khán giả yêu thương ủng hộ khi sống thật với chính mình. Luna Đào thay đổi hình ảnh so với 10 năm trước, nữ ca sĩ ngày càng nữ tính và xinh đẹp, không thua mỹ nhân V-Biz nào. Giọng ca Đơn Phương được gia đình ủng hộ thể hiện bản thân, bố ruột Luna Đào thường xuyên cùng con chạy show. Từ Giọng Hát Việt năm 2012, Hồ Ngọc Hà và Luna Đào đều có những thay đổi ngoạn mục. Đôi lúc học trò còn có phần lấn át nhan sắc của cô giáo ngày nào.